Thì đây các bạn, bữa nay Mary sẽ thay vì giá muối bình thường á thì Mary sẽ lấy muối tôm này Mary giả với lại ớt các bạn nha. Đây là ớt, đây ớt đồng đá đó, thì Mary sẽ giả với cái này đó, Mary sẽ để cái này vô, nhưng mà Mary sẽ để thêm chút xíu đường các bạn nha. Mình sẽ để xíu đường tại Mary sẽ để thêm nước mắm nữa. Các bạn, mình đã giả xong các bạn nha. Tại vì măng á nó khá là nóng mà tiêu thì nó cũng nóng nên thành ra mình sẽ chỉ để nước mắm thôi. Hello, xin chào các bạn. Đây các bạn ơi, bữa nay mình, trời ơi, bữa nay mình ăn toàn màu vàng không ta? Vàng với cam không? Ở đây thì là măng nè. Cua tiết bữa nay là mình luộc chung với măng luôn các bạn ơi. Ở đây thì là cái thơm. Ừ, nó chua mà nó đã. Còn một một trái nữa các bạn. Còn một trái chuối các bạn cũng là màu vàng luôn. Mình thì hay thích ăn chuối để vô tủ lạnh các bạn. Để cho nó mát cả đó, ăn ngon lắm mà. Cái chuối này đó, nếu mà tiếng của Mary mà dịch ra tiếng tiếng Việt á, có nghĩa là chuối công chúa các bạn. Cái tên đó. Ở đây thì Mary giả ớt với lại muối Tây Ninh đây, để thêm chút xíu đường. Đó. Thêm miếng nước cả ha. Có khán giả đang coi ở đây nè, nếu mà khán giả không được nói chuyện nha. Ok khán giả, chấm này thôi. Măng thì nó sẽ, nhất là măng mà không phải măng tươi á thì nó sẽ có vị hơi chua chua nên thành ra các bạn không nên bóp chanh. Nghe giòn giòn là khán giả thích rồi đó. Tha miệng. Nó khoái cái giòn giòn lắm. Này để mình luộc lại. Chấm nè. Ngon lắm bạn. Tại mình muốn ăn thử mà không có nước chấm, thật sự cái này không có nước chấm ăn không ngon các bạn. Cái này mà ăn với lại cơm cũng ngon lắm luôn. Nhưng mà mình lại thấy cái măng này á, xào lại không thấy ngon lắm. Trời
Trời ơi chấm luôn à. Một hồi khóc. Ngon hả? Rồi ăn được luôn. Cái này các bạn có thể để thêm chút xíu đường, xong rồi đổ thêm chút xíu nước mắm cho nó hơi bị ướt ướt á. Không cần để ớt là ăn được, là ngon lắm. Còn bạn nào mà mê ớt giống Mary không? Để thêm ớt. Mary thì rất là thích ớt luôn. Ở trong đầu Mary á, Mary chỉ sợ không có ớt thôi các bạn. Chứ không sợ không? Thiếu gì khác. Lo chợ hết ớt à? Lo thì không lo, lo chợ hết ớt. Thật ra cái măng này nó không có vị nhiều lắm các bạn ơi. Cua tiết xe nhỏ à, cái này nó cay các bạn, nhưng mà nó sẽ khác với lại nếu mà làm nước chấm với lại tiêu á. Trời ơi, nó cay mà nó nóng lắm luôn. Các bạn biết măng là nó nóng rồi, ăn với lại tiêu nữa là thôi rồi. Ăn nữa hả? Dạ. Trời ơi có người mê rồi. I like the spicy sauce. À, ăn cả dưới đây thôi. Thử chấm này. Cái này là nước mắm mà mình hay gọi là muối tiêu chanh, các bạn kêu là nước mắm, nước chấm thần thánh đó. Nóng của tiêu. Nó có vị chua chua. Ôi trời. Ăn cua không? Ăn miếng không? Miếng nha. Thank you. Ăn cay xong ăn này đã ngon. Luộc nhưng mà cũng ngon lắm ạ. Đẹp. Nhưng mà phải để lâu hơn các bạn. Cái này nó vừa tan đá à. Ăn cũng ngon nhưng mà nếu mà lâu hơn à, cái thịt nó sẽ nở hơn xíu. Cái size đó thì nó sẽ có cái size lớn và size nhỏ các bạn nha, chứ không phải là một size bằng nhau hết luôn. Tại bình thường cua tiết á thì nó không có một size các bạn. Không thèm ra luôn. Bị dính là ngay ra rồi.
có một đợt mới bán nhầm cái xe lớn các bạn ạ. Xe đó mới chưa có bán lần nào luôn đó, thì có đợt đó khách đặt xong rồi á, sau này khi mà họ đặt lại á, thì nhìn nó nhỏ hơn đó mà thật ra cái đợt đó là mê. Bên công ty của mê đưa nhầm cái thùng đó, cái thùng cuối cùng mê cũng thấy to nhưng mà mê bán luôn cái giá giống như là cái giá của cái xe nhỏ, nhưng mà mê quên nói với khách là cái hàng đó là giống như là kiểu như là bị đưa nhầm á, nên thành ra khách cứ tưởng là khách mới á. Nếu mà khách cũ thì họ sẽ hỏi là sao lần này nhìn nó to hơn hay sao đó. Còn khách cũ, đúng rồi, khách cũ, khách mới thì họ không biết các bạn lần đầu mua á. Thật ra mua xong thấy lớn mà lần sau thì nhìn thấy nhỏ hơn. Mà thật ra là bán nhầm chứ không phải là cái sai. Không phải là đợt lớn, đợt nhỏ. Không cần chấm luôn trời. Chấm đi. Tội nghiệp nó ngồi đây. Không ai chấm. Làm như nhiều người lắm mà không ai chấm. Anh em biết nên nè. Hoặc là Bi ăn cua xong ăn này. Ăn không? Này ngon à? Tự nhiên có người ngồi ăn ké luôn trời. Ăn trực. Mát ơi là mát luôn. Ăn măng thì nó nóng. Các bạn sẽ cảm nhận được nóng luôn các bạn khi mà các bạn ăn á. Ăn cua sẽ có vị ngọt ngọt nè, mặn mặn nè. Ăn ngon hơn. Chua chua. Mà lạnh. Mình có cái thói quen là ăn không có ăn nhiều một lúc các bạn, nghĩa là ăn chút chút thôi nhưng mà ăn hoài nguyên ngày luôn đó. Rồi hay mua trái cây xong rồi mới rửa, mới để vô tủ lạnh đó. Xong rồi cứ đi vòng vòng xong rồi bóc một trái hai trái vậy đó. Mà ăn nó mát lắm mà ngon lắm các bạn ơi. Còn nếu mà mới bày ra nguyên một đống á thì mới lại cảm giác ăn không có ngon lắm. Ăn nhặt nguyên ngày luôn. Các bạn ơi, mình sẽ dừng video ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp các bạn trong video tới. Bye bye.